Hi hi, xin chào. Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày tươi không cần tưới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải để nêu ý kiến về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải xin ý kiến Ban chỉ đạo xây dựng thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam về 3 kịch bản xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng trong 3 kịch bản xây dựng đường sắt tốc độ cao, có 2 phương án không đáp ứng yêu cầu, phương án còn lại chưa đúng với kiến nghị của Hội đồng thẩm định. Kịch bản 1, đầu tư xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường đôi khổ ray 1.435mm, dài 1.545km, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng 17 tấn mỗi trục, chỉ khai thác tàu khách, tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu được nâng cấp, hiện đại hóa để chở hàng, tổng vốn đầu tư khoảng 67,32 tỷ USD. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kịch bản này không đáp ứng được yêu cầu theo chỉ đạo tại kết luận số 1290 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và kết luận số 49 của Bộ Chính trị. Kịch bản 2, xây dựng mới tuyến đường sắt Bắc Nam, đường đôi, khổ ray 1.435mm, tải trọng 22,5 tấn mỗi trục, khai thác chung cả tàu chở khách và chở hàng, tốc độ thiết kế 200-250km/h, chạy tàu hàng tối đa 120km/h, tổng vốn đầu tư khoảng 72,02 tỷ USD. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận xét, kịch bản này đáp ứng được yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Chính trị, tuy nhiên lại không đúng với phương án kiến nghị của Hội đồng thẩm định nhà nước. Kịch bản 3, đầu tư tuyến đường sắt Bắc Nam, đường đôi, khổ ray 1.435mm, tải trọng 22,5 tấn mỗi trục, tốc độ thiết kế 350km/h, khai thác tàu chở khách và dự phòng cho chở hàng khi có nhu cầu, tổng vốn đầu tư dự án 68,98 tỷ USD. Nếu đầu tư hạ tầng, thiết bị, phương tiện để khai thác tàu hàng chạy Bắc Nam thì vốn đầu tư dự án khoảng 71,69 tỷ USD. Đây là phương án được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất lựa chọn cùng một số cơ chế, chính sách đặc thù để rút ngắn tiến độ, huy động vốn đầu tư, đào tạo nhân lực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng kịch bản này không đáp ứng được yêu cầu theo chỉ đạo, thậm chí còn bất hợp lý khi phương án đầu tư có tốc độ thiết kế 350km/h nhưng tổng mức đầu tư dự án lại thấp hơn kịch bản 2 có tốc độ thiết kế 250km/h, chưa có nội dung liên quan phương án vận tải hàng hóa, cơ sở tính toán chỉ số hoàn vốn nội bộ, chỉ số lợi ích, chi phí. Liên hệ thực tiễn với kinh nghiệm quốc tế thì hiện nay trên thế giới chưa có tuyến đường sắt tốc độ cao nào có cấp tốc độ thiết kế 350km/h có thể vận tải hỗn hợp hành khách và hàng hóa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn chứng. Do đó, Bộ này đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát kỹ và hoàn thiện lại các kịch bản đầu tư, đảm bảo có đầy đủ các thông tin để có các cơ sở xem xét, lựa chọn kịch bản đầu tư phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chia sẻ, qua đợt công tác học tập kinh nghiệm của Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc, có thể thấy các nước phát triển đường sắt vận tốc trên 300km/h đều là nước làm chủ về công nghệ đường sắt cao tốc. Khi đầu tư phát triển đường sắt cao tốc, các quốc gia này đã có mạng lưới đường sắt vận tải hàng hóa hoàn chỉnh và có GDP cao hơn nhiều lần so với Việt Nam. Trong khi đó, đề án của Bộ Giao thông Vận tải chưa đề cập đến xây dựng ngành công nghiệp đường sắt tiến tới làm chủ công nghệ. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ đề xuất phát triển công nghiệp đường sắt và tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa nguồn vốn vay cho dự án để không lệ thuộc công nghệ bởi bên cho vay. Về tải trọng trục thiết kế, kịch bản 3 đề cập tải trọng thiết kế 22,5 tấn trên trục. Nhưng thực tế hiện nay, theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tải trọng trục thiết kế của đường sắt cao tốc chở khách là 17 tấn trên trục. Tiêu chuẩn tải trọng trục của tàu chở hàng Trung Quốc là 23 tấn trên trục. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ cơ sở lựa chọn tải trọng thiết kế để đảm bảo phù hợp quốc tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra ưu thế của loại hình tàu tốc độ cao 200km/h vừa chở khách vừa chở hàng. Các dự án đường sắt tốc độ cao tại Nhật Bản đang chuẩn bị đưa vào khai thác cũng chỉ thiết kế vận tốc 250-260km/h. Các đoàn tàu thế hệ mới tốc độ cao tối ưu chi phí vận hành như hãng Siemens đã phát triển đoàn tàu ICE4 tốc độ khai thác tối đa 250km/h. Hãng Alstom bắt đầu sản xuất đoàn tàu thế hệ mới với vận tốc 250km/h cho các nước Bắc Âu. Có gì ở bán đảo Tỷ Đô, nơi dự kiến đặt nhà ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam rộng 17 hectare? Một trong những đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Giao thông Vận tải về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh là đặt ga đầu mối ở Thủ Thiêm. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh,
hướng tuyến đường sắt đoạn qua thành phố này được đề xuất trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cơ bản phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Về vị trí và quy mô nhà ga, trạm bảo dưỡng kỹ thuật, Sở này thống nhất đề xuất vị trí ga Thủ Thiêm là ga đầu mối đường sắt. Ga này sẽ đón trả khách thuộc tàu khách Bắc Nam và là đầu mối trung chuyển khách từ đường sắt sang các phương tiện giao thông công cộng khác. Vì vậy, Sở đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lập quy hoạch nhà ga Thủ Thiêm như một trong những ga đường sắt trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh cho cả đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, trong đó có tổ chức kết nối đồng bộ với tuyến đường sắt đô thị số 2 thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 tuyến Bến Thành Thủ Thiêm. Sở này cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các tư vấn phối hợp xây dựng rõ các tiêu chí của từng phương án vị trí depot để có căn cứ tốt nhất và đề xuất chính thức trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trước đó, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Trong đó, ga Thủ Thiêm dự kiến có tổng diện tích khoảng 17,2 ha là ga đầu mối đường sắt xây dựng mới khổ 1.435 mm và có nhiệm vụ đón trả hành khách lên, xuống, đón xuất phát tàu khách Bắc Nam. Vị trí khu vực dự kiến quy hoạch dự án ga Thủ Thiêm nằm giữa đại lộ Mai Chí Thọ, đường trục xương sống của khu đô thị Thủ Thiêm và đường Lưu Định Của, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Cùng với vị trí quy hoạch nhà ga tại Thủ Thiêm, depot Long Trường đã được quy hoạch tại phường Long Trường, quận 9 cho tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang trong phạm vi nghiên cứu đường sắt khu đầu mối. Vị trí depot được quy hoạch nằm gần nút giao đường cao tốc Long Thành, Dầu Dây và đường vành đai 3. Bán đảo tỷ đô ở thành phố Hồ Chí Minh có gì? Bán đảo Thủ Thiêm sở hữu mảnh đất bên sông hiếm hoi giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vùng đất này hiện đang bứt phá, trở thành trung tâm mới sầm uất thịnh vượng giữa lòng hòn ngọc Viễn Đông. Trong đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch là một trung tâm mới, hiện đại và mở rộng của thành phố, với các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố và là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí. Vào tháng 12 năm 2021, giá đất Thủ Thiêm từng được đẩy lên mức cao kỷ lục 2,4 tỷ đồng trên mét vuông, khiến khu vực này được gọi tên là bán đảo tỷ đô của thành phố Hồ Chí Minh. Bán đảo Thủ Thiêm hiện được quy hoạch hoàn chỉnh với hạ tầng giao thông được đầu tư trọng điểm, có 4 tuyến đường chính, đại lộ vòng cung, đường ven hồ trung tâm, đường ven sông Sài Gòn và đường Châu Thổ qua khu lâm viên sinh thái phía Nam. Về mặt giao thông, khu vực dự kiến đặt nhà ga nằm ngay đầu đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, cạnh dự án xây dựng nút giao thông An Phú gần 4.000 tỷ đồng đang được triển khai. Về phát triển đô thị, dự án ga đường sắt này nằm giữa vùng lõi khu đô thị Thủ Thiêm, xung quanh được bao bọc bởi nhiều tòa chung cư, khu căn hộ dân cư đông đúc. Vị trí ga đầu não tại thành phố Hồ Chí Minh đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa tuyến đường sắt tốc độ cao với các hệ thống giao thông của khu đô thị mới Thủ Thiêm và của thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực quảng trường ga đường sắt tốc độ cao Thủ Thiêm là không gian xây dựng các điểm dừng xe buýt, bãi đỗ taxi, nhà ga của tuyến đường sắt đô thị tuyến số 2, kết nối quảng trường ga với trục Đông, Tây, đại lộ Mai Chí Thọ và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh qua hầm Thủ Thiêm. Đồng thời, khu vực xung quanh quảng trường ga được quy hoạch phát triển khu dân cư, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hướng tuyến như trên để đảm bảo kết nối hướng tuyến các địa phương liền kề, Đồng Nai ở phía Bắc, hạn chế ảnh hưởng tới các công trình hiện hữu, bám sát để đi về vị trí ga được lựa chọn. Một khi đường sắt tốc độ cao Bắc Nam hoàn thành với nhà ga chính đặt ở Thủ Thiêm, cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện với chuỗi liên kết hoàn chỉnh giữa các tuyến đường tại khu vực này được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật cho thành phố hơn 10 triệu dân. Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 49 về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế Bắc Nam và đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt năm 2021, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam từ ga Ngọc Hồi đến ga Thủ Thiêm dài 1.545 km, đường sắt đôi khổ 1.435 mm. Tại hội thảo đóng góp ý kiến cho đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam mới nhất do Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tổ chức đầu tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải đã trình bày dự thảo đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam để lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trước khi trình Chính phủ và Bộ Chính trị xem xét. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye!